Thưa quý vị, đầu xuân năm mới là thời điểm của lễ hội, là dịp để những giá trị nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt được sống dậy. Nhưng bên cạnh những mặt được, những chuyện vui mùa lễ hội, thì đâu đó vẫn có những chuyện buồn, những góc khuất làm méo mó hình ảnh lễ hội tại các di tích, đền chùa, tình trạng biến tướng, thương mại hóa, lạm dụng lễ hội để trục lợi, vấn nạn buôn thần, bán thánh, mê tín dị đoan cần được gạn đục khơi trong. Không nhờ khấn thuê lễ mướn, tấm biển này được treo ngay ngắn tại đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh. Vậy nhưng, việc treo biển bảng là của ban quản lý, còn với những người hành nghề khấn thuê lễ mướn thì chẳng bận tâm. Rồi chị xin nhé. Ừ, chị xin. Đây là xong rồi ạ? Rồi, xong rồi. Đây, các chị đây. Chị tình, chị các chị đi khấn này. Nhưng mà có anh nhờ các chị khấn chưa? Có chứ, chị rất nhiều chứ. Toàn bộ chị còn nhiều bản thảo lễ hội, giám đốc công ty còn ngân hàng còn khiến chứ. À, tức là chị đã thấy đúng lần đấy. Lấy được niềm tin của khách hàng thì cũng là lúc các cò khấn thuê bắt đầu hành nghề. Tờ giấy lá chạm kính dâng lên cửa quan chấp lễ chấp bái chấp kêu chấp cầu cho em con hợp đồng gia chủ để cho bảo cửa hàng hợp chủ, chủ hợp cửa hàng, khách gần tìm tới khách lại tìm về khách muốn tương tự lại của cửa hàng nhập bi em con được đông hàng các khách quan trần giúp đỡ quan âm che chở để em mỗi một buổi live stream thu hút được 10.000 lượt người xem chốt được đơn hàng nhanh chóng thông tin thuận lợi khi gửi đơn hàng nhận được ngân được chuyến được quyền được của đây đến cửa quan bồi tài lê lộc. Còn đây là di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam những ngày đầu năm. Trong khuôn viên và ngay trước cửa vào đền là vị trí hành nghề của hai người tự xưng là thầy. Thích chân mài chả không được chân. Cậu mới biết thì cậu góp ý bao nhiêu. Nhưng cậu cảm thấy chưa thỏa đáng. Không thể xem được cái tâm tính. Kể cả những cái vận hạn này qua hết rồi, không phải nói gì. Dạ. Vâng, 200. Tháng 5 con nhớ mà lấy, cậu cũng nhớ đó. Cuối năm cụ công lên dài con thả xuống nước. Đâu biết, không biết chữ đâu phải nhận quà thì lại là văn vẽ với chứ biết gì đó. Toàn những học lỏm, học cái bài bản như tôi mới 7 đời năm thầy, sách tôi đầy đủ, qua giáo chẳng thiếu gì. Được biết, để có một chỗ ngồi tại cửa đền như thế này, họ phải nộp một số tiền nhất định, gọi là phí mua chỗ. Trộm phải đến nó đến nó đuổi thì nó bắt hết mặt nhau hết lượt đến bọn công an xua thì thu có đi đoàn trên nó về trung ương còn gì tỉnh nó về nó đi bao giờ nó phải thông báo cho địa phương đi trước nó dẹp trước. Với nhiều người đi lễ đầu năm có khi đơn giản chỉ là những giây phút tìm đến sự bình an thanh tịnh để khởi đầu cho một năm mới với nhiều năng lượng tích cực, nhưng cũng có người coi đây là dịp để kêu cầu mạnh khỏe, bình an, công danh, tài lộc. Thưa quý vị, tại đền Bảo Lộc Nam Định có hiện tượng tiền trao ấn đóng ngay trong cung cấm. Với việc bán ấn công khai như vậy đã mang lại số tiền không nhỏ cho thủ nhang và những người có liên quan. Trong khi đó, công tác quản lý tài chính lại chưa được giám sát chặt chẽ, công tác tu bổ đền hàng năm chưa được quan tâm một cách đúng mức. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi nhận tại đền Bảo Lộc ngày 17 tháng 2. Hai bên lối vào là các dãy sớ, hàng mã, các sạp đổi tiền lẻ. Và thậm chí là cả những bùa, trấn, ấn cũng được bày la liệt. Ấn đền là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt nhưng đã bị người đàn ông này mang ra thương thảo như một món hàng bán buôn. Đấy 70% luôn gì đó. Đang 200.000 còn có 40.000 một bộ thì em bỏ 30%. Làm cho em các em về còn việc của các em lấy coi như thế nào thì kệ các em. Thì anh bọn em cũng cần phải vào trong kề xin không? Anh sẽ đứng ra anh xin cho các em. Không chỉ vậy, theo chân đoàn khách phía trước, chúng tôi tới cánh cửa có ghi dòng chữ cung cấm. Dù là cung cấm nhưng ai cũng có thể tự do ra vào và có cả đặc quyền tự tay đóng ấn của riêng mình. Đóng đi, tự đóng đi. Mình tự đóng đi. Tự tay mình tự tay. Ngón đấy tự tay. 250. Bao nhiêu ạ? 250. Đây. Đây. Đấy chưa?
Bao nhiêu tiền? 250. Những cái thông tin của đài VVC là có chuẩn xác, hoàn toàn chuẩn xác. Và đây là trách nhiệm của anh em tôi ở địa phương trong cái việc mà đã triển khai rồi nhưng mà công tác kiểm tra giám sát là chưa thường xuyên, chưa kịp thời, chưa chặt chẽ, cho nên là có những cái việc để xảy ra. Trở lại đền Bảo Lộc, các hàng quán hai bên đã bớt lộn xộn hơn. Ban thủ nhang đã được chính quyền địa phương nhắc nhở, tuyên truyền. Và những hình ảnh này được chúng tôi ghi nhận vào chiều ngày hôm qua, 20 tháng 2, trong cung cấm của đền Bảo Lộc. Còn đây là phản hồi của chính quyền huyện Mỹ Lộc trước thông tin về tình trạng tiền trao ấn đóng ngay trong cung cấm và cách làm việc của lãnh đạo xã Mỹ Phúc. Với cái phóng sự cũng như cái phản ánh của phóng viên thì lãnh đạo huyện cũng sẽ có những cái động thái làm việc với lãnh đạo xã ngay hôm qua và kể cả sáng nay. Khi làm việc thì đồng chí chủ tịch ủy ban nhân huyện cũng đã phê bình và chấn chỉnh cái việc mà cung cấp thông tin cũng như trả lời báo chí của lãnh đạo địa phương xã Mỹ Phúc. Với góc độ phân cấp quản lý về cán bộ, đồng chí chủ tịch ủy ban xã là phó bí thư đảng ủy được phân công phụ trách chủ tịch ủy ban xã, thì cái này thì cũng sẽ xin tiếp thu và có cái chấn chỉnh theo cái quy định của đảng cũng như cái quy định của chính quyền. Cái này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp thu và có cái biện pháp để xử lý chấn chỉnh trong cái công tác cán bộ và đánh giá cán bộ trong cái thời gian tới. Xin được nhắc lại là trước đó Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các địa phương khi tổ chức lễ hội đầu xuân không được để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh trục lợi. Nếu địa phương nào vi phạm, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm. Câu hỏi đặt ra là câu chuyện tiền trao ấn đóng ngay trong cung cấm ở đền Bảo Lộc Nam Định diễn ra suốt thời gian qua, đã có ai đứng ra nhận trách nhiệm? Và số tiền thu về thời gian qua sẽ được xử lý như thế nào? Đó vẫn là câu hỏi còn được bỏ ngỏ. Và chỉ chính quyền huyện Mỹ Lộc và tỉnh Nam Định mới có câu trả lời một cách thỏa đáng.